Thế thì cứ bỏ bỏ những mình làm đăng cái xe này. Một rớt, mình làm đăng cái xe này. Cần bạn bà đừng đăng xem xe nhưng mình sẽ đem nói chả nên sắp không ai phong đai thì dạp bề bày sắp đá nhưng mình còn bạn là bạn 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 đi chọn lâu dương mình lạc đá bạc phong trung mình có lại chả nên dương tự tư phần tay tụi bây lời lập bạc giang nạc đó nhưng mình sẽ đem nó cấp tí cái lại của bạn cùng chung môn dương dương tất đó tin là bà ông con tin luôn rồi ấy dương chỉ còn bà phòng trồng bà con bà ông mình thêm đầm nâng xem xe nhưng trong chúng tôi rạp bóng ôn dương thì xe cứ nơi xin ai kia khai xoay riêng dương miên sẽ đầy em nó chả hơn dương miên công trình đông dương chả hơn hay dương mà nó tiếp cho ông cảm thì dương nốt dương miên nhận đặc nông tin luôn bàn phòng bay nhé xin rạp đặc nông cớm xài năng lò xin rạp bằng rịch là chạm bằng phòng trồng phòng đá còn bằng mình tên mà cổng xa nâng lõ nơi xin hai kiếng mình cả lọt chân mình tên mà bằng ôn tụi bay nơi chân ngay pram cổ lô, đọc cổ lô nên có không chỉ một tố rồi cái chí con tạm điện để lật tập hiệp để khi mình tạm mình kết thả rừng cổ mình thế cứ để dương mình sẽ đầy nó sẽ đầy xa lãng cứ dương thoải vai từng chất từng cái đó trong hai tụ bay chừng ai chất giang na cả đó cứ khi không bằng tài tụ bay miền tức liền học cho nó giang na cả đó kê nằm miền cái em non cho mình phố trong một phải cùng tre tụ bay miền cho chút hình như giang na cả đó cứ dừng khơi ca chết sai để dừng khơi như miền cái em non mình men thao bóng ôn những tờ pin đi được cục như tờ pin đi mà khi màu đấy cứ cướp sập đá cướp bề bề lý để khi vai sẽ lo tập tre đi hơi chỉ ca sức đêm nó để bảo ông hoàn rơ kê mình thay dương nơi tin đi mình thay nơi tin nuôi thế bằng ông tức đây cái lại nào có tức đây bảo bệ thật ồ ông chạp bệ sư cực bằng bạc tiên ông cướp tí cái lại ngọt tụi bay mà nương mình xa đi xa xe như thế cả đói thay chân bằng ông bà nhóm chông chung bệ phí xe này kỳ riêng là dương miên mà nuôi chỉ chất hơn từng thông minh chắc và hai chị hai sắp hai nịp ông cũng bảo mình thêm nét đẹp khi ông ra đẹp ra ra kê mình bên khi ông cứ ra ra kê cứ bảo ông đang kê rồi bà thai từng khi mình từng chạy thế nên cứ nực cô đã bảo ra để dân ca đi chùm ra để ca để dân sắp sai nằm nâng lọ đi hai chị ca nghe bảo phong trông để bảo ông bàn ra kê tí nút để bảo ông bàn ra kê cứ dân mình từng sqoal phong bắn tay bây sqoal kì thế nên ở cha mẹ tên Prescott kia chứ bán á ông tao kì đôi chị chung một sầm bốn cuốn hay bóng ôn chỉ tràn tiết đại dương mình đại khơi mình đại Scott phong còn đại dương mình tâm đẹp tầm nâu tam tu được sát dương sàn nâng lõ dương ba cầm pi lúc gặp bạn đi tầng ốc ní tam là dậm bên mình tu được bọc phong bây giờ sức cứ ở cha mẹ tên nó côn bọc bê nhiều sự khâm tha dương ban tận lấy chúng mình được đây chỉ vật sai sót bao giờ nhưng có lực pi sắc đầy ẩm no đặt vào ông ban bát tiên này dương miên sắc đầy ẩm no cứ vào ông ban rít chom chỉ vật dương một ngày tới một ngày cứ vào ông bát tiên này dương miên từng hạt đọt từng châu cái chiếc sắc đầy ẩm no thông bồng hót xâm nhập chỉ vật dương để dương thoái tới đây dương miên ca lẹ bong pê và liên chỉ ca nó tích tụi nam bằng bồn về với lấy tích tụi nha bần tay bởi tích tụi nâng dân phương mình cắt ta sẽ đây sẽ lãnh như trong nha bần tay dân mơ khơn kê nhận được tụi bầy khi nhìn chung ai chất dân na khi nhìn mình sẽ đem nói cho một chung phố trùng cứ dân sợ ba chất mình tên nhưng khơi nó có bệnh tụi bầy cả lãnh tụi dân na cả đấy cứ một nút chết chân thì cho một chung phố trùng chết bị sách nó phùm nó không phùm sẵn hai kia nâng khi bạn lưu trên mình tôi dương sự không hay chúng tục chất tập đế thạc nên mỗi khi nâng rơi từng hôn, từng mấy khung, từng mấy sốc làm bây giờ chúng mình chụp bộ trông. Amen. Ông quân bảo ông mình tên để
ដំណឹងល្អរបស់ផងត្រង់តាមរយៈអ្នកបម្រើរបស់ត្រង់នៅទីនោះគឺមិនមានត្រឹមតែមានស្នាយគ្រៀងទេនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទមូលមានក្រុមជំនុំចំនួន200ក្រុមជំនុំបងប្អូនរាប់ទាំងក្រុមជំនុំតូចទាំងក្រុមជំនុំធំនេះដែលយើងមានសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃសម្រាប់យើងចែកចាយដំណឹងល្អគ្នាទៅវិញទៅមកយើងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងតម្កើងព្រះទាំងអស់គ្នានឹងហើយជាសេចក្តីអំណរសេចក្តីស្រឡាញ់មកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនបាទនេះជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់យើងជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអរគុណព្រះអង្គហើយខេត្តស្វាយរៀងមានកន្លែងជាច្រើនយើងទៅនឹងមានកម្មវិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ដែរនៅស្វាយរៀងក៏មានបុណ្យកម្មវិធីគ្រីស្មាស់ពីរបីកន្លែងហើយមកខាងបាត់ដំបងក៏មានពីរបីកន្លែងដែរហើយនៅក្នុងភ្នំពេញមានមួយកន្លែងដែរយើងដើរបាន5 6កន្លែងសិតតកន្លែងសំខាន់សំខាន់ហើយពេលវេលាដែលយើងធ្វើទៅទីនោះគឺពីស្វាយរៀងមកខេត្តបាត់ដំបងឆ្ងាយណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែយើងធ្វើដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីយើងស្រោតដើម្បីបានជួបកម្មរួមក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរអរគុណព្រះអង្គមែនទែនយើងសូមកម្លាំងលើកចិត្តបងប្អូនយើងបើសិនជាបងប្អូនយើងទៅសុខខ្មែរពេលវេលាយើងដើរលេងគឺមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែការងាររបស់ផងត្រង់យើងត្រូវឲ្យបានច្រើនជាងផងដែរមិនមានសម្ដៅទៅលើជួបបងប្អូនជារឿងបងប្អូនសំខាន់គឺរឿងក្រុមជំនុំយើងក្រុមជំនុំតូចតូចគេត្រូវការស្អាងលើកទឹកចិត្តមិនថានៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តស្វាយរៀងភ្នំព្រឹកខាងសាលោតខាងព្រៃស្វាយខាងជើងទៀលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលឲ្យតែមានក្រុមជំនុំមិនថាក្រុមជំនុំគេក្រុមជំនុំយើងទេគឺយើងមានសក្តីអំណររួមគ្នានឹងអាចទៅសើចដំកើងជំរុញទឹកចិត្តគ្នាសំខាន់ទីមួយគឺទឹកចិត្តទឹកចិត្តបងប្អូនទឹកចិត្តគឺធំណាស់ទឹកចិត្តគឺស្អាងគ្នាឡើងទោះបីគ្នាតិចយ៉ាងណាក៏ដោយមានក្រុមជំនុំខ្លះមានតែ2នាក់ក្រុមជំនុំខ្លះមានតែ2នាក់ឬក៏តបៀតទៅពីតែប្រដីប្រពន្ធក៏មានដែរបងប្អូនកន្លែងខ្លះមានតែ3នាក់ក៏មានដែរខ្ញុំថាអូយចឹងនគររបស់ផងត្រង់ជាអៀតណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនខំប្រឹងទេនៅតែជាអៀតចឹងអរគុណព្រះអង្គមែនទែនបាទនេះខ្ញុំគាត់នៅថាសេចក្តីរីកាពីសម្រាប់យើងតែពីយើងធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែររយៈពី3សប្តាហ៍ខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដែលមានការរីកចម្រើនច្រើនទៅគ្រប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ជាពិសេសគឺស្នាយគ្រៀងអីសុភីមានអីរីកាទេឡើងតិចមកយើងមានការច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើទៅទីនោះបើយើងបង្រៀនពីរបៀបគេយើងត្រូវគូសផែនទីគេពីសេចក្តីអំណរដែលព្រះអង្គបានហាត់បង្រៀនយើងឡូចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះនាមជាម្ចាស់នៃយើងចាខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គណាស់នៅក្នុងជីវិតនេះដែលខ្ញុំបានទៅធ្វើការថ្វាយព្រះដោយស្មោះអស់អំពីចិត្តអត់មានគិតអ្វីទាំងអស់បងប្អូនទុកម្ល៉េះដើម្បីខ្ញុំធ្វើការបម្រើការងារព្រះឲ្យបានចប់ចុងចប់ដែរនាងខ្ញុំប្តីប្រពន្ធសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គតាមថែរក្សារហូតមកចា៎ព្រះអង្គឲ្យនាងខ្ញុំនាំដំណឹងពិតសេចក្តីពិតរបស់ព្រះទៅឲ្យគេយល់ព្រមមានក្រុមជំនុំខ្លះមិនមែនក្រុមជំនុំនៅពួកយើងទេក្រុមជំនុំផ្សេងខ្ញុំបានទៅមិនមកកន្លែងចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញដូចជាបោកបល់ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានញែកពេលវេលាដែលខ្ញុំថ្ងៃ28ខ្ញុំចិត្តចាញ់មកវិញអាចាថាព្រះអង្គញែកពេលវេលាខ្ញុំបានទៅក្នុងជំនុំនោះហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គណាស់ដែលខ្ញុំបានទៅបំភ្លឺខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គមែនទែនមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលទ្រង់ជ្រាបថាពួកយើងធ្វើអ្វីអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅនេះបានធ្វើសកាសាលាមួយថ្ងៃអាមួយថ្ងៃពេញហ្មងនៅស្នាយគ្រៀងហើយមានគ្រូពង្រៀនច្រើនប្រហែលជា25ទៅ30នេះចា៎គេមកធ្វើសិក្ខាសាលាជាមួយពួកយើងហើយគេអរប្រគុណត្រង់ណាស់ព្រោះនាងខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់ច្បាស់ប្រាប់ពួកគេទាំងអស់ហើយគេសុំអញ្ជើញនាងខ្ញុំឲ្យទៅចែកចាយក្រុមជំនុំគេបើសិនជាមានពេលគេសុំអញ្ជើញទៅប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់មានពេលព្រោះ
bay ở tết hay dân sốt là hốt ở miền trung là hốt đó ngày mau quên mà đó chả anh em chồng o bà con bà ông khang na buộc chồng mình là bao chồng rong tay chai chai cái pi du han thế chả pi du han cái này bà ông bắt tiệp khuôn bà ông chỉ pre bà ông bắt tiệp khuôn bà môn nâng bà ông riêng tới than su bình chả bà ông bắt tiệp khuôn thôi ấy tụi bây giờ mơ bà ông thôi chỉ nè bấm ra bà ông liền chưa ngay kề tụi chỉ cầm ru đòn mà nó chật chấm nón cài tai bàn bà ông bàn phai phai chồng tụi bình mà giúp khi nhóm đệ nụ tê màu bì làng khi nhóm chập làng cù chà nè nhóm cù thật cầm rù nè nếu thằng ngay giờ đây nhóm thơ chất khá chất làng và thằng ngay nhóm mặt bàn cù đây nhóm có chung ngọt nhóm bây nhóm làng cù tầm bì màu bì dạ nếu không buông phàn đầy dạ hay nếu rụt dần có bách cập bắt tút 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 nần hay nếu mình rụt bùa, mình rụt cầu, mình rụt xe 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 sắp tới đó bây giờ mình thơ sát sát lá đôi bọn ông ở bằng hàn như cái này nhá nhóm ăn mình priếp sát ăn mình bằng priếp sát đó là cái bộ khai dương mình thà cái này nha đôi quạt ở tới ở toàn chỗ ba nó khăn ông pram tầm đọc cho nên máu cái này là toàn chỗ ba chẳng bàn ổ côn bọn ông đây bọn ông bằng hàn phía lời nhóm ở tới chai chai cái này nâng đôi tháng ở tới chưa priếp priếp na có đôi tới priếp na chẳng